chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lên lô cắt cỏ 6 cây Mazuyama tum rời nhé. Mazuyama tum rời 26cc, tất cả đều 34 ly này. Thì tum rời này mình có thể gắn bình xịt thuốc, chế đồ hay là bơm nước nhé. Dòng Mazu này chạy cực kỳ bền luôn, chạy rất là khỏe nhá. Máy rất là bền, thương hiệu Mazu quá nổi tiếng rồi trong dòng máy Nhật bãi. Rồi mình xin phép giới thiệu chi tiết sản phẩm. Vì là dòng tuôn rời nên giá sẽ cao hơn dòng tuôn liền một xíu nhá. Đấy. Máy rất là đẹp. Số 1 này. Phép giới thiệu cái số 1 nhá. Cái Mazu. Rất là đẹp, áo rất là đẹp nhá. Duy có cái tem của nó thì bị rách một tí thôi. Cọ rửa thì bị rách. Đấy. Máy rất là đẹp luôn. Cái số 1, cây này có trợ lực nhá. Trợ lực nhá. Series máy nó này. Cây này mình báo giá luôn. 26cc 34 ly tum rời. Cây này mình bán cái giá là 2.200.000 nhá. Máy rất là đẹp. Rồi sẽ chắc đến cây số 2. Cây số 2, cây đây cây Mazu vuông. Đấy, thì cây này là cây số 2. CBC 260 nhá, tung rời nhá. Máy này chạy rất là khỏe, rất là bền luôn. Cây này thì này nó chảy sơn rồi, không sao cả. Đấy. Cái này mình bán với giá là 1.900.000 nhá. Tay cái dây ga này mình chưa có bóp này, đóng hàng anh em này. Không có thời gian, bây giờ mình có thời gian lên video. Số 2, cái số 3 cây rất là đẹp. Cây 2620 này. Cây rất đẹp luôn. Đó, sẫm. Cái số 3, cây này mình bán giá là giá anh em nhé. Đây, cây này bán giá 2.1 này. 2.1 nhé, cái số 3 nhé. 2.1 nhé. Máy rất đẹp. Bình xăng con có kim chỉnh luôn này. Cây này 3 kim. Rất là được. Bình xăng con này rất là, người ta rất là chuộng nhé. Rất dễ chỉnh. Đấy. Số 3, cái số 4 đi. Sẽ nhanh cho mọi người. Đấy. Cái số 4 là cây MB260. Mã MB260 cây rất đẹp luôn. Quá đẹp. Đây này, đây này. Rất đẹp, máy nguyên bản hết. MB260. Cây này thì mình bán với giá này, báo giá luôn này, là 2.1 triệu. Đấy, cây là 2.1 triệu này. Cây số 5. Cây này mã cũng là MB260 y con số 4 thôi. Đấy, máy rất đẹp luôn. Bạn thấy không? Rất đẹp, máy tum rời nhá. Về làm này rất nhiều việc. Dòng Mazu vuông này chạy rất là bền luôn, cực bốc luôn. Nguyên zin hết nhá. Cái này bán với giá là 2.1 triệu nhá. 2.1 triệu. Đó. Mặt sắt này. Rồi đến cái số 6 cuối cùng hôm nay. Cái này rất là đẹp. Cái số 6 này. Cái này rất là đẹp luôn. Đây nhìn không? Nhìn xong chóng bốc luôn. Đó. Cái này đẹp nhất hôm nay luôn. Rất là đẹp nhá. Tum rời. Nhìn zin hết. Trắng, rất trắng này. Cái này thì đây lê gió nó đây này. Cái này em bán với giá là 2.2 triệu nhé. Thì các bác mua hàng bên em mà có đủ đồ lưỡi đồ bạn sẽ đeo hết. Bác nhận hàng phải trả hàng như cái thanh toán. Đây là đây này, chưa gói xong còn mấy cây nữa cơ. Cái hàng hôm qua lên đôi các bác tin tưởng các bác đặt luôn đấy. Lát thì tăng nữa thì em gửi về theo luôn cho các bác. Hôm nay có 6 cây. Okay. Đó, rất đẹp.
Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976 123320. Chào mọi người.